Xin mến chào quý vị khán giả đang nghe chuyện trên kênh YouTube Audio Kiếm Hiệp và kênh YouTube Chuyện Làng Ngọng thân mến. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục đến với tập 31 của bộ truyện Tiên Hiệp đặc sắc dài tập Độc Bộ Thiên Hạ. Tác giả Thạch Trư, qua giọng đọc thể hiện Khánh Duy. Trước khi nghe chuyện, các bạn hãy mất chút thời gian nhấp like, share và comment cảm xúc của mình sau khi nghe xong chuyện. Các bạn cũng có thể donate, ủng hộ động viên cho Khánh Duy bằng các hình thức đã được ghi dưới phần mô tả. Mọi sự ủng hộ và quan tâm của quý vị, Khánh Duy xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ, mời quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng tiếp tục lắng nghe, theo dõi những diễn biến tiếp theo của câu chuyện Độc Bộ Thiên Hạ 31 ngay sau đây. Tiếp theo phần trước, lại nói, lúc bây giờ Diệp Húc quả thực là tương đương với đem hết hàng tồn kho của một môn phái nhỏ lấy ra rồi bỏ cả vào trong cửa hàng của Hồ Phương Tẩu. Khó trách Hồ Phương Tẩu lại có loại lo lắng sợ người khác đánh cướp cửa hàng của mình. Bọn Ngưu Đức cũng là tâm kinh nhục khiêu, xuất ra một kiện vu binh cũng không nhiều lắm, hai kiện, ba kiện cũng không tha ở trong mắt bọn hắn. Nhưng lấy ra hơn 300 kiện vu binh, thậm chí trong đó vu bà bán thành phẩm liền có trên dưới 100 kiện, vậy thì thập phần khủng bố. Mặc dù bọn họ kiến thức rộng rãi, cũng không nhịn hoa mắt thần tình mà dao động. Về phần mấy tiểu hồ ly quản lý trong tiệm của Hồ Phương Tẩu thì ai nấy mắt đều trợn ngược cả lên, ánh mắt nhìn về phía Diệp Húc đích thực là ánh mắt nhìn một cục vàng tự nhiên mọc chân chạy quanh. Lão đệ, không bằng đem ngươi những bảo vật này đưa hết cho ta đi, ta đi cầu Vạn Pháp Yêu Vương đích thân chế tạo cho ngươi một bức trận đồ, sao, như thế nào hả? Ngưu Đức mặt mày hớn hở, bị kích động nói, những vũ binh này của Diệp Húc nếu là toàn bộ đổi thành tài liệu đủ để chế tạo ra hơn 10 kiện trận đồ bình thường. Nếu chỉ đổi ra một bức trận đồ thì lão Ngưu lợi nhuận đại phát. Viên Phương cười nói, Yêu Vương đang tiếp đãi đầu sỏ các phái, nào có rảnh rỗi công phu đi luyện chế trận đồ đấy. Ngưu đại ca, người vẫn là chết cái tâm tư này đi thì hơn đi. Diệp Phúc nhiều lần nghe bọn hắn đề cập đến Vạn Pháp Yêu Vương, trong lời nói đối với vị Yêu Vương này cực kỳ sùng kính. Trong nội tâm của hắn có chút chờ mong nhìn thấy nhân vật truyền kỳ này. Vạn Pháp Yêu Vương có thể ở Đông Hải thành lập một yêu quốc trên biển, lập nên cơ nghiệp khổng lồ như thế. Loại nhân vật này trong lồng ngực có ngàn đồi vạn khe, đại ngàn khí tượng khiến người khâm phục. Năm người đi ra khỏi cửa hàng, bốn phía đi dạo trong La Phù Đảo, người đến người đi, ngàn vạn vũ sĩ hội tụ ở đây. Bất quá chính thức có thể được Vạn Pháp Yêu Vương tự mình tiếp đãi cũng chỉ rảnh rác hơn có 10 người mà thôi, đều là thủ lĩnh của một môn phái nhất phái. Diệp Phúc mặc dù là đà chủ Vân Môn Sơn nhưng cũng không có tư cách được Vạn Pháp Yêu Vương tự mình khoản đãi. So với những đầu sỏ đứng đầu một phái kia mà nói, hắn vẫn chỉ là tiểu nhân vật. Ồ, Thiên La Chu Vương cũng tới sao? Ngưu Đức đột nhiên ngẩng đầu nhìn trời kêu lớn. Diệp Húc ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy yêu vân cuồn cuộn, một con chi thù màu đen cực đại ở trong yêu vân như ẩn như hiện, to cỡ khoảng chừng phương viên 100 mét, cư nhiên là một đầu chu yêu vô cùng cự đại. Đầu chu yêu này hắn từng gặp qua một lần trong Ngũ Độc Cốc. Lúc ấy chu yêu tế lên nguyên đan chính mình, vất vả tu luyện hấp thu nhật nguyệt tinh hoa, liền bậc đại yêu như Ung Tiên Sinh đều suýt chút nữa thì chết trong miệng của hắn. Ngay sau đó La Chu Vương khống chế yêu vân đi vào một hòn đảo khác ở trên không. Đột nhiên yêu vân vừa thu lại hóa thành một vũ sĩ cao lớn, hắc bào bồng bềnh, thẳng rơi vào trong thành. Trên đảo nhỏ, trong tay tượng đồng đại đế kia chính là nơi mà Vạn Pháp Yêu Phương quản đãi khách quý, chỉ có những đầu sỏ này mới có thể tiến nhập, những người khác căn bản không có tư cách. Bách Hoa Cung cổ cung chủ cũng tới kìa. Đám người Ngưu Đức nhắn tình sáng lên, chỉ thấy rất nhiều đệ tử Bách Hoa Cung khống chế bảo liễn hương xa bồng bềnh đung đưa mà đến. Cung chủ Tố Tâm Lan ngồi ở trong bảo liễn thấy không rõ diện mục. Đáng tiếc, sớm biết như vậy ngũ quân tử chúng ta đừng có trở về sớm như vậy, tiếp tục trốn ở dưới đáy biển, nói không chừng có thể nhìn thấy quần lót của đệ tử Bách Hoa Cung kìa. Ngưu Đức cảm khái nói. Hồ Phương Tẩu cũng gật đầu nhất tề mà nói, đáng tiếc. Sắc Nghiêu tìm đánh. Trong bảo liễn đột nhiên truyền đến thanh âm của Bách Khoa Cung chủ, một bàn tay trắng nõn thỏ ra là đại thủ do chân nguyên của vũ sĩ tạo thành, trong chốc lát liền đến trước mặt của năm người, bấm tay gảy nhẹ, pang lên một tiếng, Nghiêu Đức lập tức bị ngón tay này bắn bay, tiếng kêu thảm thiết xa xa truyền đến, không biết đã bị đẩy lùi đi đâu. Pang pang pang. Tiếp theo đó lại pang 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 ba tiếng vang lên.
Hồ Phương Tẩu, Chu Thiên Cương và Viên Phương, ba người cũng không có chạy thoát khỏi bàn tay của Bách Khoa Cung Chủ. Trong nháy mắt đều kêu thảm thiết. Ba bóng người bị đánh bay, chỉ còn lại có Diệp Lục, cô Linh Linh đứng nguyên tại chỗ. Ê, cung chủ, ta cùng bọn họ không phải cùng nhau. Diệp Phúc nhìn thấy chân nguyên đại thủ trắng nõn nọ, đầu ngón tay đã khuất lên, chuẩn bị đem chính mình bắn bay. Bộ não của hắn không khỏi toát ra mồ hôi lạnh, vội vàng cao giọng nói. Chân nguyên đại thủ này rụt trở về. Trong bảo liễn truyền đến thanh âm của Bách Khoa Cung Chủ, thản nhiên nói. Diệp đại chú, như thế nào lại cùng bốn tên sắc ma này đứng cùng một chỗ tại La Phù Đảo vậy? Bốn tên này cấu kết với nhau làm việc xấu, xấu xa đến không chịu nổi, có tiếng xấu. Đà chủ ngàn vạn lần không nên bị bọn họ mang xấu cho. Sao? La Phù tứ sắc ma ư? Diệp Phúc ngẩn ngơ, mồ hôi lạnh trên trán giống như chảy ra, lẩm bẩm mà nói. Bọn người Nghiêu Đức không phải nói bọn họ là La Phù Đảo tứ quân tử hay sao? Như thế nào lại biến thành tứ sắc ma rồi? Trời thấy, ta thiếu chút nữa là biến thành sắc ma thứ năm rồi. Bách Khoa Cung Chủ cũng không để ý đến tiểu tâm tư của Diệp Húc, thẳng bay vào trong đảo. Về phần các đệ tử khác của Bách Khoa Cung thì đều bay tới đảo nhỏ chỗ Diệp Húc. Vu sĩ đi vào La Phù Đảo càng ngày càng nhiều, có đệ tử các đại môn phái, cũng có yêu ma tu luyện biến thành yêu. Đại đa số người không có tư cách tiến vào La Phù Đảo đều đáp xuống đảo nhỏ chỗ Diệp Húc, trong lúc nhất thời cực kỳ náo nhiệt. Sao, Diệp lão ma cũng tới sao? Trong đám người đột nhiên một mảnh xôn xao. Diệp Húc theo tiếng nhìn lại, lại là một đệ tử Quỷ Vương Tông hoảng sợ nhìn hắn. Diệp Phúc cẩn thận suy nghĩ, đệ tử này của Quỷ Vương Tông hắn từng gặp qua trong Vu Hồn Giới. Người này cùng 6 đệ tử của Quỷ Vương Tông khác ý đồ mai phục hắn, giết hắn đoạt bảo, lại bị Diệp Phúc liền một hơi giết 6 người, chỉ có người này đào thoát được. Diệp Phúc lúc này cười với hắn một cái. Đệ tử Quỷ Vương Tông này sắc mặt kịch biến, sợ tới mức hồn bất phụ thể, nhìn quanh gì đó, nhìn thấy tông môn sư huynh đệ tử cùng trưởng bối của chính mình tụ ở chung quanh, lúc này mới yên lòng. Lạnh lùng nói, Diệp lão ma, người giết đệ tử Quỷ Vương Tông ta, hôm nay trong này gặp được ngươi, cho ngươi chạy trời không khỏi nắng. Ở đây có không ít vu sĩ đều người chân quan vọng. Hắn cười nói tiếp, tiểu tử này là người nào, cư nhiên đến ma đầu của Quỷ Vương Tông cũng dám đắc tội sao? Ồ, Quỷ Vương Tông lần này cư nhiên phái đến 2 cao thủ cấp trưởng lão, trưởng giả tên là Chư Yến, một trưởng giả khác có chòm râu dê tên là Hách Tân, đều là trưởng lão của Quỷ Vương Tông cả. Một thân tu vi bước vào tam đan cảnh, luyện thành đan đỉnh, rèn luyện nguyên đan, thần thông quảng đại, pháp lực vô cùng. Có 2 trưởng lão của Quỷ Vương Tông ở đây, thiếu niên này chỉ sợ không có đường sống rồi. Người đó chính là Ngũ Độc Giáo Diệp Thiếu Bảo sao? Trưởng lão có chòm râu dê của Quỷ Vương Tông Hách Tân lên trước, cao thấp dò xét Diệp Húc, rồi cười lạnh nói, Hoàng Hạo ở nơi nào vậy, đem hắn giao ra đây. Diệp Húc nao nao, lúc này mới nhớ tới Hoàng Hạo là bộ dáng của Giao Đạo Nhân biến thành kia. Hắn cười nói, Hoàng Hạo bỏ gian tả theo chính nghĩa, đã bái nhập Ngũ Độc Giáo ta rồi. Làm can! Người của Quỷ Vương Tông đều gầm lên. Chử Yển quát, giao Hoàng Hạo ra đây, sau đó ra giao bảo vật trên người của ngươi, chính mình tự tận mà chết đi. Để hắn tự tận chẳng phải là quá tiện nghi cho hắn rồi sao? Đột nhiên lại có hơn 10 đệ tử huyết thần bảo chen vào đám người. Trong đó một lão giả diện mục hung ác, nham hiểm gắt gao nhìn thẳng vào Diệp Phúc cười lạnh mà nói, tiểu nhi chưa mọc lông, chất nhi của ta La Tu cùng thất đệ tử La Cương rút cuộc là ở nơi nào vậy? Nói ra tung tích của bọn họ, sau đó bản tôn đem thần hồn của ngươi rút ra đánh vào trong vu báo cho ngươi muôn đời chịu khổ. Tốt nhất ngươi đừng có phản kháng, nếu không ngươi sẽ phải chịu càng nhiều đau khổ hơn nữa kìa. Giờ phút này người vây xem càng ngày càng nhiều, không biết bao nhiêu vu sĩ đều quan vọng hoảng sợ mà nói, thiếu niên áo lam này cũng quá cả gan làm loạn rồi, đắc tội Quỷ Vương Tông cũng thì thôi, cư nhiên đến cả huyết thần báo cũng dám đắc tội, chẳng lẽ hắn không biết chữ chết viết như thế nào hay sao? Huyết thần báo, đến cả tam bảo chủ La Ma cũng rất động, không biết thiếu niên áo lam này đã gây ra bao nhiêu tai họa rồi đây. Tiểu nhi họ Diệp kia, bản thân tự tận đi. Lại có hơn 10 tên đệ tử thất sát cung tiến lên, trên mặt sát khí, trong đó một lão giả lạnh nhạt nói. Mọi người lập tức xôn xao. Trong hàng đệ tử thất sát cung rõ ràng cũng có một người cấp trưởng lão tam đan cảnh cường giả, không hề kém chút nào so với 2 trưởng lão của Quỷ Vương Tông cùng tam bảo chủ La Ma của huyết thần bảo. Lại có hơn 10 nữ tử mặt che lụa trắng xuất hiện, trong đấy một trung niên phụ nhân cười khanh khách nói, nhiều người thật sự là náo nhiệt, không bằng chúng ta La Sát Môn cũng tới nhúng một tay, sao, như thế nào? Mọi người ở đây sắc mặt lại biến. Lúc này đây La Sát Môn cũng cư nhiên tính toán đối phó với thiếu niên áo lam này. Lần này thiếu niên này có thể nói là có chạy đằng trời.
cho dù có thiên đại thần thông cũng phải chết ở chỗ này mà thôi. Thiếu niên này đến tuyệt cùng là địa vị gì đây? Lá gan cũng quá lớn rồi, rõ ràng liên tục đắc tội với bốn môn phái, chẳng lẽ là sợ bản thân chết quá chậm hay sao? Đột nhiên tiếng nhạc truyền đến, mười mấy tên đệ tử Thiên Âm Tông bay đến trên không, trên cao nhìn xuống, trong đó Lục Y thiếu nữ cầm đầu nghiêm nghị quát: Ngũ Độc Giáo tiểu ma đầu, người giết Ngũ Am lão nhân, ở đây không biết bao nhiêu người đã chịu ân huệ của Ngũ Am lão nhân rồi, bây giờ ở đây chính là tử kỳ của ngươi. Đại sư tỷ, không cần cùng hắn nói nhảm, loại ma đầu này người người muốn giết cứ giết hắn báo thù cho Ngũ Am lão nhân đi. Lời vừa nói ra, lập tức tất cả vũ sĩ hiện có mặt trên La Phù đảo đều anh động lên, nghị luận không ngừng. Ngũ Am lão nhân tu vi tuy không cao, so ra kém tất cả các nhân vật cấp trưởng lão ở các môn phái, thế nhưng là còn không ai dám can đảm giết hắn. Không có nghĩ đến cái người nổi danh hiền lành này cư nhiên bị thiếu niên này đập chết, lập tức lại có không biết bao nhiêu người kêu la đòi giết Diệp Húc cho khả giận. Chính vào lúc này lại có một đồng âm mang theo chất ngây thơ truyền đến, trong thanh âm có chứa loại kiêu căng từ trên cao nhìn xuống, cười lạnh mà nói: Ai dám giết hắn chính là đối nghịch với cùng Trung Châu Hạ gia ta. Mọi người đều giận dữ, theo tính nhìn lại đã thấy một đồng tử mười mấy tuổi trên mặt ngạo khí đứng trên không trung nhìn qua Diệp Húc cười lạnh. Những người khác căn bản không được hắn để ở trong mắt. Bên cạnh của hắn còn đứng một vị thiếu niên 17-18 tuổi, so với hắn càng thêm kiêu ngạo. Khí thế ngưng trọng, một cỗ khí phách tự nhiên, bọn Lama Chử Yển đều cao mày, trong nội tâm âm thầm cảnh giác. Trung Châu Hạ gia ư? Trung Châu Hạ gia nào chứ? Chẳng lẽ là cổ lão thế gia quái vật khổng lồ kia sao? Nếu như Hạ gia muốn bảo vệ tiểu tử này, chỉ sợ căn bản không có người nào dám can đảm động đến hắn rồi. Lục Y thiếu nữ Thiên Âm Tông cao mày nói: Chẳng lẽ Trung Châu Hạ gia không sợ bảo vệ tiểu ma đầu thiên nhân công phấn này sẽ khiến cho chư vị đồng đạo ở đây không phục hay sao? Các người có phục hay không cùng Hạ gia ta có quan hệ gì đâu, tiểu tử này dù cho phải chết cũng phải chết trong tay Hạ gia ta kìa. Thiếu niên Hạ Mộ Bạch bên cạnh cười ngạo nghễ, không đem uy hiếp của nàng để vào trong mắt, đầy hứng thú nhìn Diệp Húc, hướng Hạ Mộ Bạch mà nói: Hắn chính là tiểu tử đã đánh bại ngươi sao? Mộ Bạch, ngươi quá cùi mục rồi, lại bị một tên tiểu tử sơn giã đánh bại, mất hết thể diện của Hạ gia ta mà. Hạ Mộ Bạch sắc mặt đỏ bừng, kháng thanh mà nói: Thập Tam Ca à, nếu như không phải tiểu tử này bảo vật quá nhiều, hắn đã sớm chết ở trong tay của ta rồi. Bảo vật cũng là một loại thực lực, người thua chính là thua, không cần tìm lý do đâu. Thiếu niên kia tên là Hạ Dương Sóc cười nhạt một tiếng nói: Hiện tại vi huynh cho ngươi một cơ hội, xuống dưới giết chết hắn, rửa đi mối nhục của Hạ gia ta. Mọi người nhẹ nhàng thở ra, đồng thời trong nội tâm lại không khỏi hoảng sợ, đều nhìn về phía Diệp Húc khiếp sợ vạn phần. Tiểu tử này liền người của Hạ gia cũng dám đắc tội, thật là to gan lớn mật mà, thật là vô cùng to gan lớn mật, không biết sống chết. Mà Diệp Húc lại ho khan hai tiếng, mỉm cười lạnh nhạt nói: Chư vị, nơi này là La Phù đảo của Vạn Pháp Yêu Vương, chẳng lẽ các ngươi muốn ở trên đảo động thủ sao? Xúc phạm quy củ của Yêu Vương, các ngươi ai chịu được trách nhiệm này chứ? Mọi người lâm vào trầm mặc, thậm chí liền cả Hạ Sóc Dương cũng lộ ra vẻ kinh kỵ. Vạn Pháp Yêu Vương là bá chủ Đông Hải, tu vi thâm bất khả chắc, mặc dù là Hạ gia cũng đơn giản không muốn đắc tội với một cường giả như vậy. Từng có tiền lệ, có một vị nguyên đan kỳ cường giả ở La Phù đảo ra tay đả thương người, kết quả bị Vạn Pháp Yêu Vương một trường tru sát, hài cốt không còn. Diệp Húc đến trước mặt Trừ Yển, mỉm cười nói: Chó ngoan không chắn đường, nhường đường một chút đi. Trừ Yển mặt đỏ như gan heo, tức giận đến môi phát run, bàn tay giơ lên cũng không dám động thủ. Diệp Húc cười ha ha, đi thẳng qua người của hắn. Kiêu ngạo, quá kiêu ngạo. Mọi người hai mặt nhìn nhau, cùng cảm thấy có một loại cảm giác vô lực. Diệp Húc kiêu ngạo như thế, bọn họ cũng không dám động thủ. Tu vi của Diệp Húc, mọi người tại đây ai cũng đều thấy rõ. Mặc dù hắn nguyên khí đại nhật nhiên luân, xa có thể so với vài vũ sĩ đồng cấp khác càng thêm hùng hậu, nhưng vũ sĩ có thể đi vào La Phù đảo cấp thấp nhất cũng là dung nguyên kỳ. Đại đa số người cũng đã tu luyện tới tam thiên cảnh, trong đó bọn người Trừ Yển, Lama càng tiến vào tam đan cảnh, luyện ra đan đỉnh. Phải biết rằng lúc trước Việt Châu Loan gia gia chủ cũng bất quá là đan đỉnh kỳ cảnh giới, Tần Hoàng liền phái ra Đông Hoàng Mục tiến đến khảo sát xem có thể phong hắn làm càng vương được hay không. Những người này tùy tiện nhảy ra một người liền vượt qua Diệp Húc không biết bao nhiêu cái tiểu cảnh giới, đặt ở địa phương chính là đứng đầu một thành. Thế nhưng giờ phút này bọn người Trừ Yển lại bị Diệp Húc không đếm xỉa, thậm chí bị xem như chó cản đường. Nếu là đổi sang một nơi khác, bọn người Trừ Yển khẳng định không chút do dự liền một cái tát đem tử tử này chụp chết. Nhưng đây là La Phù đảo,
bọn họ cũng không dám động thủ, chỉ có thể nhìn Diệp Húc thản nhiên trong đám người đi ra. Tiểu tử này thật sự rất cần ăn đòn, thiếu nợ, giết. La Ma hận đến hàm răng ngứa ngáy. Cái chết của La Tu cùng La Cương khẳng định có quan hệ với Diệp Húc. Huyết thần bảo sở dĩ không có huyết tẩy Vân Môn Sơn là vì Vân Môn Sơn thuộc vùng Thanh Châu, mà Thanh Châu là địa bàn của Bách Khoa Cung. Huyết thần bảo nếu như quy mô xâm lấn Vân Môn Sơn, nhất định sẽ chịu sự ngăn trở của Bách Khoa Cung. Bởi vậy bảo chủ La Ẩn xuất phát từ lo lắng này mới tạm thời buông kiều hận xuống, không có giết đến hạng ổ của Diệp Húc. Diệp Úc cười khẽ một tiếng, một đám ô hợp. Dứt lời đi thẳng về phía trước. Rất nhiều vũ sĩ đuổi kịp đến theo sát phía sau của hắn. Một tên đệ tử Thiên Âm Tông cười lạnh rồi nói, tiểu ma đầu, ngươi chẳng lẽ có thể cả đời đều ở trên La Phù Đảo hay sao? Chỉ cần ngươi dám ra khỏi La Phù Đảo nửa bước thôi, ắt sẽ đi đời nhà ma. Một tên đệ tử của Quỷ Vương Tông cũng hung ác nói. Diệp Húc mắt điếc tai ngơ, dọc theo nhai đạo đi thẳng về phía trước. Ở hai bên nhai đạo có không ít tán tu vũ sĩ ở tại bên đường bày quán. Bọn họ không có tài lực hùng hậu để mở cửa hàng, chỉ có thể đem hàng hóa chồng chất tại ven đường mà giao bán. Diệp Húc đột nhiên nhìn thấy một quầy hàng nọ cư nhiên bày từng khoảng ngọc châu. Loại ngọc châu này tên là ngọc hồn châu, chỉ dùng để đến thu thú hồn vu binh. Trong một viên châu đều thu một cái tinh hồn yêu thú. Thú hồn là tài liệu tất yếu để luyện chế hóa thú đan, càng là thú hồn cường đại, luyện chế ra hóa thú đan uy lực liền càng mạnh. Hơn nữa thú hồn giá trị không tầm thường chút nào, còn có thật nhiều vũ sĩ dùng thú hồn luyện chế vu binh vu bảo cũng vô cùng có uy lực. Bởi vậy có không ít vũ sĩ bốn phía liệp sát yêu thú, thu thú hồn dùng để sản xuất. Sạp chủ là một hán tử gầy gò, tu vi đạt tới hạng nguyệt kỳ, cũng là một cao thủ. Nhìn thấy phía sau Diệp Húc có mấy trăm vũ sĩ đi theo, trong đó thậm chí có tam đan cảnh cường giả, một tia ý thức xông tới khiến quầy hàng của hắn vây được chặt như nêm cối. Trong nội tâm không khỏi thẳng phạm nói thầm, phù trường thật lớn, chẳng lẽ vị tiểu ca này là một vị hoàng tử của Đại Tần quốc đi tuần hay sao? Ơi, ta sống nhiều năm như vậy còn là lần đầu tiên nhìn thấy cảnh long trọng phô trương đến nhường này. Diệp Húc bốc lên một quả ngọc châu nói, chủ quán, những hồn châu này bán thế nào vậy? Hắn từ gầy gò này vội vàng cười lớn nói, những hồn châu này nếu là chân nguyên kỳ hồn thú đổi lại lấy một kiện vũ binh, hạo nguyệt kỳ hồn thú đổi lấy ba kiện. Cái giá này hơi đắt thì phải. Diệp Húc trầm ngâm một lát. Hắn luyện chế thú hóa đan cần đại lượng thú hồn, bởi vậy thú hồn càng nhiều càng tốt. Hắn cười nói, chủ quán, ở đây ngươi có 10 miếng chân nguyên kỳ thú hồn, hạ nguyệt kỳ thú hồn có 3 miếng, tổng cộng tính là 10 kiện vũ binh thì được rồi. Nếu là ngươi đáp ứng, ta liền mua hết cho ngươi. Hắn tử gầy gò vui mừng quá đỗi. Những thú hồn này để cùng một chỗ cũng không thể luyện ra một kiện vũ bảo, hơn nữa cần hao phí không biết bao nhiêu tài liệu, giá trị so với cái giá Diệp Húc đưa ra thì còn cao hơn nhiều. 10 kiện vũ binh của hắn mà nói đã là rất có lời rồi, phân giải ra tài liệu liền đủ để luyện chế thành một kiện vũ bảo cũng không tồi. Hắn vội vàng cười nói, được, thành giao. Quan trưởng lão Hách Tân của Quỷ Vương Tông cười lạnh đi lên điểm nhiên mà nói, chủ quán, những ngọc hồn châu này lão phu dùng 10 kiện vũ binh mua hết cho. Dứt lời tế lên ngọc lâu, dầm một tiếng vứt xuống dưới 10 kiện vũ binh, sau đó đem thú hồn xoáy lên. Hắn tử gầy gò này trong nội tâm buồn bực, chẳng lẽ những người này không phải là hộ tống thiếu niên này hay sao? Hách Tân nhìn Diệp Húc cười lạnh nói, tiểu tử, có chúng ta ở đây, ngươi đừng mơ tưởng mua được bất luận cái gì, lão tử phá ngươi cho ngươi phát điên luôn. Thú hồn đối với cường giả cỡ Hách Tân thì hoàn toàn không có tác dụng gì cả. Hắn sở dĩ giả giá cao mua xuống chính là vì muốn chọc giận Diệp Húc, làm cho hắn phát điên. Hắn tài đại khí thô, mười mấy món vũ binh với hắn mà nói chín châu mất một sợi lông mà thôi. Diệp Húc trong nội tâm giận dữ lại bất động thanh sắc, đẩy ra đám người tiếp tục đi thẳng về phía trước. Trên đường đi hắn cứ nhìn chúng một loại bảo vật gì, vừa mới thương lượng xong giá tiền liền lập tức có người nhảy ra sớm mua xuống, căn bản không cho hắn đắc thủ. Tiểu tử, có phải là cảm thấy rất ủy khuất đúng không? Một đệ tử của Thất Sắt Cung cười ha hả, dương dương đắc ý nói, người nếu là chịu không được, hiện tại có thể đi ra ngoài, bản vương Hàn Sơn cùng ngươi đơn đấu. Chúng ta cũng rất muốn cùng ngươi độc đấu kìa. Lại có vài tên vũ sĩ cười nói, bất quá là ngươi một mình đấu với chúng ta một đám người. Ngươi làm nhiều việc ác như vậy, giết của chúng ta không biết bao nhiêu là đệ tử, tội ác tày trời. Để ta xem ngươi còn có thể ngây ngốc ở La Phù Đảo bao lâu đây? Trừ phi ngươi làm rùa đen rút đầu cả đời ở trong La Phù Đảo không ra ngoài, nếu không chỉ cần rời đảo nửa bước thôi sẽ là tử kỳ của ngươi.
một đám người châm chọc khiêu khích. Diệp Phúc trong nội tâm cực giận, đột nhiên hắn ngẩng đầu, chứng kiến một cửa hàng quen thuộc, mấy cái tiểu hồ ly, hồ mị đứng ở trước hiệu mời chào khách nhân. Nguyên lai trong lúc bất chi bất giác lại đi trở về cửa hàng của Hồ Phương Tẩu. Diệp Phúc trong nội tâm vừa động, nhanh chóng đi vào. Các phú sĩ khác đều tuôn đi vào theo, đợi chứng kiến hàng hóa trong tiệm đều chấn động, châu đầu ghé tai nghị luận mà nói: cửa hàng này có địa vị gì vậy? Sao ở đây sản xuất nhiều vũ binh phẩm chất cao như vậy? Lão Thiên ơi, bán thành phẩm phú báo lại có hơn trăm. Nhưng bán thành phẩm này tế luyện thêm chút nữa thôi, tăng thêm một ít tài liệu, liền có thể chế tạo ra một kiện vũ bảo không tồi rồi. Ở đây cư nhiên còn có một bộ vũ binh hoàn chỉnh, uy lực chỉ sợ so với vũ bảo cũng không chút thua kém đâu. Diệp Húc đứng ở trước một kiện vũ binh mà chính mình gửi bán lúc trước, chớp chớp mắt với tiểu hồ ly bên cạnh, cười nói: kiện vũ binh này bán thế nào vậy? Tiểu hồ ly này lông xù lên, lỗ tai giật giật, ngọt ngào mà cười nói: khách quan hảo nhãn lực, kiện vũ binh này tên là Bích Huyết Trảm, chỉ dùng khối bích huyết nghiêm chỉnh hàn kim rèn luyện mà thành vũ binh, thiên chi bách luyện có thể thắng được vũ binh bình thường kia. Nàng tiện tay mang tới một kiện vũ binh bình thường, song song tế lên, hai bên đụng vào nhau, lập tức kiện vũ binh bình thường này bị cắt thành hai đoạn. Hiển nhiên cái thanh Bích Huyết Trảm này sắc bén dị thường. Trình độ sắc bén của Bích Huyết Trảm đến cả vũ sĩ chân nguyên kỳ cũng không nhịn được mà phải ghé mắt. Thanh Bích Huyết Trảm này đổi lấy 50 cân tơ vàng thiên thanh. Tiểu yêu hồ mỉm cười nói: sao, 50 cân tơ vàng thiên thanh ư? Diệp Phúc chậm rãi gật đầu, hắn nói: cái giá tiền này ngược lại không tính là mắc, ta mua. Hắn vội vàng tiến lên Ngọc Lâu, tự hồ e sợ bị người đoạt trước một bước, đem Bích Huyết Trảm mua đi. Lại vào lúc này, Lam Ma u ám cười, đại thủ đưa tay về phía trước, dĩ nhiên Bích Huyết Trảm đã nằm trong tay. Hắn ngạo nghễ nói: 50 cân tơ vàng thiên thanh mà thôi, lão phu mua. Dứt lời, tế lên Ngọc Lâu của chính mình, lấy ra 50 cân tơ vàng thiên thanh, trực tiếp ném cho tiểu yêu hồ này. Diệp Phúc giận tím mặt, khí thế đột nhiên bộc phát, nguyên khí tăng vọt, đại nhật như luân, khoảng chừng 3-4 trượng cao, phẫn nộ mà quát: lão bất tử, ngươi có phải nhất định phải cùng ta đối nghịch hay không đây? Sao, cùng ngươi đối nghịch cơ? Lama cười ha ha, dưng dưng đắc ý, lạnh lùng nói: lão phu chính là muốn cùng ngươi đối nghịch đấy, chính là muốn tức chết ngươi kìa. Diệp lão ma, chúng ta đều rất muốn cùng ngươi đối nghịch kìa. Vũ sĩ của các môn phái khác đều cười lạnh nói. Lục Y thiếu nữ kia của Thiên Âm Tông cười nói: tiểu ma đầu, ngươi hôm nay là đối tượng của thiên nhân trung phẫn, người người oán trách ngươi, hôm nay chịu múa đại nhục này cũng là đáng đời ngươi rồi. Diệp Phúc lửa giận điền ưng, tức giận đến gương mặt có chút vặn vẹo, lại đi đến một kiện vũ binh chính mình gửi bán lúc trước, cô nén giận mà nói: vậy kiện vũ binh này thì bán thế nào? 300 cân lang gia tiên ngọc. Tiểu hồ ly cười hì hì nói, cảm thấy rất là thú vị. Diệp Phúc một tay cầm kiện vũ binh này trong tay, tự hồ nhẹ nhàng thở ra cười nói: ta muốn. Đột nhiên trung niên phụ nhân của La Sát Môn tiến lên cười mỉm, bắt lấy một góc khác của kiện vũ binh nhẹ nhàng chiếm đi, ném cho tiểu hồ ly một khối lớn lang gia tiên ngọc. Nàng cười nói: ồ, thật là tấu xảo, chỗ này của ta trùng hợp có mấy trăm cân tiên ngọc này, mua xuống kiện vũ binh này làm quà tặng cho đệ tử của ta. Diệp Húc hai mắt phóng hỏa, nắm tay vê được bành bạch văng lên. Trung niên phụ nhân kia nhìn bộ dạng kinh ngạc của hắn, trong nội tâm một hồi sảng khoái. 300 cân lang gia tiên ngọc đổi lấy một kiện vũ binh này, thật là mắc không ít. Thế nhưng là có thể chứng kiến bộ dạng tiểu tử này, hận đến hàm răng ngứa ngáy, liền hết thảy đều đáng giá cả. Trước khi giết ngươi, lão nương phải ngược chết ngươi kìa. Bảo vật trong cửa hàng này rực rỡ muôn màu, Diệp Húc mỗi lần đi đến phía trước một kiện vũ binh, vừa mới hỏi giá cả, còn chưa lên tiếng, liền bị mấy trăm tên cửu gia cướp đi. Hơn nửa canh giờ đi qua, hơn 300 kiện vũ binh mà Diệp Húc gửi bán liền dễ dàng bán hết 6-7 thành, hơn nữa là dùng một loại giá cực cao mà bán đi. Tiểu yêu hồ tiếp đãi hắn mừng rỡ đến hai hàm răng mèo đều lộ ra, thầm nghĩ: Diệp lão gia không biết từ nơi nào tìm đến nhiều người coi tiền như rác như vậy, xa xỉ, thật sự là quá xa xỉ mà. Diệp Húc lặng lẽ duỗi ra hai ngón tay hướng nàng khoa tay múa chân hạ xuống, ám hiệu nàng nâng giá 2 thành. Tiểu hồ ly lại hiểu sai ý, trực tiếp đem giá cả nói ra gấp đôi, thầm nghĩ: Diệp lão gia thật đúng là tâm địa đen tối, so với hồ lão gia còn muốn đen hơn, cứ nhìn muốn người ta nâng giá gấp đôi kìa. Mua xuống nhiều vũ binh như vậy, cho dù là mấy đại môn phái tài đại khí thô, thất sắt cung, huyết thần bảo cũng thấy đau đớn ruột gan. Những vũ binh này giá cả thật sự là quá cao, cao đến có chút thái quá, cao đến làm cho bọn họ nhịn không được hoài nghi, tiếp tục đoạt như vậy thì không biết môn phái của bọn họ có phải là sẽ phá sản hay không. Bất quá
có thể chứng kiến sự kinh ngạc cùng quẫn của tiểu ma đầu này, hết thảy đều đáng giá cả. Trong lòng mọi người thầm nghĩ. Cũng không qua bao lâu, Diệp Húc liền đem hơn 300 kiện vũ binh của mình bán đi hết thảy. Cảm thấy mỹ mãn, hứng tiểu hồ ly cười nói: "Hảo muội muội, đem những tài liệu kia hết thảy đưa ra cho ta đi." Tiểu hồ ly này chắt chắt nhắn tình, chân thành, ôi khẽ chào một tiếng, ngọt ngào rồi cười nói: "Vâng, lão gia." Tại trước mắt bao người, Diệp Húc đem tất cả tài liệu hết thảy xoáy lên, đưa vào trong ngọc lâu của mình, hướng mọi người chắp tay cười nói: "Cảm ơn chư vị hùng hồn tương trợ, Diệp mỗ thật sự là cảm động, đến rơi cả nước mắt kìa, khắc trong tâm khảm." Dứt lời, hắn cười ha hả, xuất môn nghênh ngang rời đi. Mọi người khóe mắt loạn nhảy, trong nội tâm có một loại cảm giác không ổn. Trừ Yến đột nhiên tỉnh ngộ, oa một tiếng nhổ ra một ngụm máu, sắc mặt tái nhợt, thân thể lung lay muốn ngã, lẩm bẩm mà nói: "Tính sai, chúng ta hết thảy đều bị tiểu tử này tính kế rồi." Những người khác cũng là thất hồn lạc phách, La Ma nghiến răng nghiến lợi, hướng tiểu hồ ly cả giận mà nói: Vừa rồi những vũ binh kia đều là của tiểu tử kia sao?" Tiểu hồ ly gật đầu cười nói: "Đúng vậy, hơn 300 kiện này vũ binh đều là hàng hóa của Diệp lão gia gửi bán trong tiểu điếm ta." Làm sao ngươi không nói sớm?" Mấy trăm tiểu vũ sĩ hận không giết được người, nguyên một đám phát điên đều quát hỏi. Có mấy người đã bắt đầu phun máu, tràng diện sát vi đổ sộ. "Các người vừa rồi không có hỏi nhân gia mà." Tiểu hồ ly ủy khuất vạn phần, lập tức cười ngọt ngào: "Chư vị hoan nghênh lần sau quang lâm, tiểu điếm hết sức trung thành vì ngài phục vụ." Lại nói, các cửa hàng do vũ sĩ La Phù Đảo mở ra thường thường báo cáo láo giá cả, bởi vậy vũ sĩ khi mua sắm phải trả giá, chưa bao giờ có tên tài đại khí thô nào dám một hơi liền đem bảo vật nhìn chúng mua xuống. Mà hôm nay mấy trăm cửu gia này của Diệp gia lại mạnh mẽ làm chuyện coi tiền như rác, lần thứ nhất chẳng những không có trả giá, thậm chí liền vượt giá cả, kiện vũ binh đều không chút do dự mà mua xuống. Quả thực lần đầu tiên là xuất máu nhiều như vậy. Những người này đi vào La Phù Đảo, đại bộ phận đều mang theo sưu tầm tìm kiếm cả đời của mình, chuẩn bị ở trên đảo lấy vật đổi vật, đổi lấy bảo vật chính mình cần thiết. Mà hôm nay đồ bọn họ cần thì không đổi được, mà lại đổi lấy không ít vũ binh thượng vàng hạ cám. Đại bộ phận bọn họ tu vi cũng đạt tới tam chân cảnh, vũ binh đối với bọn họ mà nói không có bao nhiêu tác dụng, phát huy uy lực có hạn, chỉ có vũ bảo, hơn nữa là vũ bảo có tâm pháp tương ứng mới có thể đem thực lực của bọn hắn hoàn toàn phát huy. Trong đó bọn người Trừ Yển, Lama lại càng là tam đan cảnh cường giả, vũ binh căn bản là vô dụng, thậm chí liền vũ bảo bình thường cũng không được để ở trong mắt bọn hắn. Thậm chí liền Thiên Âm Tông tu luyện âm nhạc cũng bị Diệp Húc hung hăng hãm hại, hoa phí món tiền khổng lồ mua xuống không biết bao nhiêu kiện vũ binh mà bọn họ căn bản không thể dùng đến. Trong số vũ binh bọn họ dùng giá cao mua về, tuy có không ít cũng có thể tế luyện gia công một phen để thăng làm vũ bảo, bất quá đem bán thành phẩm luyện thành thành phẩm không biết cần tiêu hao bao nhiêu tài liệu, hao phí bao nhiêu khổ công. Giờ phút này tất cả mọi người của mấy đại môn phái, kể cả những vũ sĩ muốn thay Ngũ Âm lão gia rửa hận, cả đám đều có một loại xúc động muốn phun máu, cơ hồ toàn bộ gia sản của bọn họ đều bị đổi lấy một đống vũ binh vô dụng. Cái này đâu chỉ là đau đớn, quả thực chính là móc ra máu huyết trong tim bọn hắn. Khó trách những vũ binh này ta thoạt nhìn có chút quen mắt, nguyên lai là bảo vật trong đồng lô cốc ở vũ hồn giới kia. Một đệ tử Thất Sát Cung cẩn thận dò xét, lẩm bẩm mà nói: Hắn cũng bị phái đi vũ hồn giới, may mắn thoát chết dưới ma thủ của Diệp lão ma. Trưởng lão của Thất Sát Cương Hàn Hạo nghe vậy lập tức giận tím mặt, một tát đưa hắn đập bay, trong miệng răng phun ra đầy trời, phẫn nộ quát lên: Làm sao ngươi không nói sớm? Tên đệ tử kia của Thất Sát Cung bị hắn đánh thành trọng thương, miễn cưỡng bỏ lên câm như hến, không dám nói lời nào. Mộ Bạch, ngươi cũng không biết những vũ binh này là bảo vật của tên vô sỉ kia sản xuất hay sao? Ngạo khí của Hạ Dương Sóc cũng không cánh mà bay, sắc mặt âm trầm hung ác nói: Tiểu tử này ngay cả 400 cân hàn ngọc vạn năm mà ta tân tân khổ khổ đi theo phụ thân cầu xin mãi mới được cũng lừa đi rồi. Nếu như ngươi sớm nhắc nhở ta như thế nào lại mua xuống một đống sắt vụn như vậy? Ánh mắt của hắn khá cao, vũ binh với hắn mà nói chính là một đống sắt vụn, chỉ có loại bảo vật như hàn ngọc vạn năm mới có thể nhập mắt của hắn. Bất quá vì đả kích Diệp Húc, hắn vẫn là đem 400 cân hàn ngọc mà chính mình vất vả có được đổi lấy một bộ vũ binh. Hạ Mộ Bạch không dám nói lời nào. Hắn bắt đầu ở vũ hồn giới xâm nhập đồng lô cốc, đối với các loại bảo vật như vũ binh căn bản nhìn không thuận mắt, chỉ lo thu vũ bảo, bởi vậy cũng không nhận biết chỗ vũ binh mà Diệp Húc sản xuất. Thế cho nên Hạ Dương Sóc mới bị Diệp Húc không hăng làm thịt một số. 50 cân tơ vàng thiên thanh của ta.
La Ma sắc mặt sáng ngoét, hai tay run nhẹ nhẹ, lẩm bẩm mà nói: "Đây là tài liệu ta dùng để chế tạo hộ thể bảo y. Hôm nay bị tiểu tử này cuốn đi rồi. Lúc trước vì thu thập những tơ vàng thiên thanh này, lão phu không biết phải mạo bao nhiêu điểm, chạy đến vòm trời thu thập kim khí trong thiên sát kìa." "Lão thiên ơi, 50 cân tơ vàng thiên thanh của ta." Sắc mặt của La Ma cũng sáng ngoét, hai tay run nhẹ nhẹ, hắn lẩm bẩm nói: "Đây là tài liệu ta dùng để chế tạo hộ thể bảo y. Hôm nay bị tiểu tử này cũng đi hết rồi. Lúc trước vì thu thập những tơ vàng thiên thanh này, lão phu không biết phải mạo bao nhiêu hiểm, chạy đến vòm trời thu thập kim khí trong thiên sát kìa." Trung niên phụ thân La Sát Môn kia khóe miệng kịch liệt run rẩy vài cái, oán hận mà nói: "Tơ vàng thiên thanh của ngươi chỉ có 50 cân, đáng thương cho 3 cân lang gia tiên ngọc này của ta kìa. Là bảo vật cùng cấp bậc với vạn năm huyền thiết, rõ ràng cũng đổi lấy một đống sắt vụn rồi." "Đại sư tế, tiểu ma đầu kia lại ở bên ngoài mua tài liệu, chúng ta có cần đi qua hay không?" Một đệ tử Thiên Âm Tông thất sắc, chỉ thấy Diệp Húc đang ép giá mấy sạp hàng của vô sĩ ở đầu đường, tính toán mua sắm yêu thú tinh hồn, vội vàng nói: "Lục y thiếu nữ này tên là Mạnh Đình Phương, mục quang gần như có thể giết người, hung dữ chừng hắn, quát lên: "Mua cái gì, lấy cái gì mà mua? Của cải Thiên Âm Tông chúng ta cơ hồ đều bị tiểu ma đầu này lừa hết rồi, hay là ngươi đem ta đi thế chấp thử xem có thể đổi được vật gì hay không?" Đệ tử này của Thiên Âm Tông ngẩn ngơ, lúng ta lúng túng nói: "Đem đại sư tỷ đi thế chấp thực sự có thể đổi lấy không ít thứ đâu." Mạnh Đình Phương tức chết đi được, môi run rẩy nói không ra lời. Một đệ tử khác của Thiên Âm Tông sầu mi khổ kiếm, thấp giọng nói: "Ai biết tiểu tặc kia muốn mua cái gì, có phải là đồ của chính hắn hay không đây?" Không riêng gì bọn họ, những người khác cũng đều lo lắng điều này. Dù sao bây giờ Diệp Húc cũng đã hại bọn họ đủ thảm rồi, cơ hồ liền nội tình cũng bị lấy đi hết. Trước quầy hàng, Diệp Húc trả giá thu hồn đến mức thấp nhất, rốt cục cũng như ý nguyện mua được hết ngọc hồn châu. Trong những ngọc hồn châu này, chân nguyên kỳ thú hồn có 17 khỏa, hạ nguyệt kỳ thì kỳ thú hồn có 4 khỏa. Hắn chỉ dùng một bộ vu binh 4 kiện hợp nhất liền đổi được tất cả hồn châu. Diệp Húc thu hồi ngọc hồn châu, ném vào trong không gian ngọc lâu của chính mình, tinh tế xem xét kho tàng trong ngọc lâu. Ngoại trừ vài món vu binh dự bị mà hắn giữ lại, thì hắn chỉ còn tài liệu cần để luyện chế tinh đấu vi trần trận đồ, cùng với được dược liệu mà Hùng Bi trồng. Hách Tân từ xa nhìn thấy hắn, nói nhỏ trong miệng, trong nội tâm vừa động, gọi một tên đệ tử phân phó nói: "Mau đi qua nghe thử một chút xem tiểu xúc sinh kia đang nói cái gì." Đệ tử kia sau một lúc lâu trở về, sắc mặt quái dị, thấp giọng nói: "Hách trưởng lão, tiểu tử kia nói ta thật là nghèo mà." Băng. Hách Tân nặng nề tát cho hắn một cái, cả giận nói: "Tiểu xúc sinh này suýt nữa đem chúng ta ăn xong lau sạch còn chưa đủ hay sao, lại vẫn còn đang khóc nghèo kìa." Đệ tử kia đã trúng một tát, cảm thấy rất ủy khuất, rơi lại đầy mặt thầm nghĩ: "Lại khi dễ ta như vậy, lão tử cũng học Hoàng Hạo sư huynh, phản bội chạy trốn tới Ngũ Độc giáo vậy." "Diệp lão đệ, nghe nói rất nhiều người tìm ngươi làm phiền, lại hết thảy bị ngươi gài bẫy sao?" Bọn Ngưu Đức một thân toàn là nước, không biết từ nơi nào chạy về, dùng sức vỗ vỗ đầu vai Diệp Húc, ha ha cười nói: "Hùng ác, thật ác độc mà." Ngưu Đức giơ ngón tay cái lên, tán thán nói. Chu Thiên Cương mặt mũi tràn đầy vẻ vui vẻ, hèn mọn và bị ổi, chen chúc đầu vai Diệp Húc, cười hăng hắc nói: "Diệp lão đệ, ngươi lần này quá độc ác rồi, những người kia rằng trên người chỉ còn lại mỗi cái quần lót nhỏ mà thôi." "Nói bậy, còn có vũ binh mà Diệp lão đệ bán cho bọn hắn nữa kìa." Viên Phương cười ha hả chêm vào. Hồ Phương Tẩu lâm vào trầm mặc, hai mắt tỏa ánh sáng, đột nhiên vỗ tay nói: "Lần này ngược lại là cơ hội cho chúng ta phát tài. Diệp lão đệ đem những người này hãm hại đến chỉ còn lại có mỗi cái quần lót, bảo vật của những vũ sĩ khác muốn trao đổi ở đại hội La Phù Đạo, lần này e là bán không được bao nhiêu. Một hai ngày đầu bọn họ ngược lại không nóng lòng, đến khi đại hội sắp kết thúc, bọn họ nhất định sẽ hạ giá sản phẩm. Bọn họ hạ giá, chúng ta liền có thể mang những thứ đó hết thảy mua lại, đại phát một số tiền của phi nghĩa rồi." Trong mắt của đám người Ngưu Đức lập tức phát ánh sáng. Diệp Húc đem gia sản mấy trăm vũ sĩ cơ hồ hoàn toàn lừa sạch, kể từ đó dẫn đến có thật nhiều vũ sĩ không bán được bảo vật. Ba người vỗ tay cười nói: "Hay, ý kiến hay, người mua ít giá cả sẽ hạ, ta phỏng chừng thấp nhất cũng phải hạ 2 thành, nhiều hơn thậm chí sẽ giảm đến 1/2. Xác thực là cơ hội để ngũ quân tử chúng ta phát tài mà." "Đại hội La Phù Đảo sang năm chúng ta sẽ hung hăng kiếm lời một số." Bốn người bọn họ tuy vui cười chơi đùa nhưng quả thật cực tinh mắt, lập tức đi đến con đường phát tài. Bất quá cho dù bọn họ xuất ra toàn bộ gia sản cũng không có được 1/2 lợi nhuận của Diệp Húc. Diệp Húc thật sự hại những vũ sĩ kia đến thê thảm.
Diệp lão đệ, tài liệu ngươi hôm nay đổi được, đừng nói luyện chế một bức trận đồ, chỉ sợ 30 bức cũng có thể luyện thành kia. Viên Phương cực kỳ hâm mộ mà nói. Diệp Phúc cười, ta chỉ luyện một bức trận đồ, bất quá trận đồ này rất lớn, sau khi tiến lên ít nhất nếu có thể bao phủ phương viên trăm dặm kia. Sao, phương viên trăm dặm ư? Bọn Ngưu Đức liếc nhau, trong nội tâm hoảng sợ. Hồ Phương Tẩu cau mày nói, ngươi là muốn luyện chế đại trận đồ hộ sơn hay sao? Diệp Phúc gật đầu cười, cũng không sai biệt lắm. Chu Thiên Cương cũng cau chặt lông mày nói, hộ sơn đại trận cần số lượng tinh thần nguyên tử, tinh thạch cực lớn, thấp nhất cần hơn 100 vạn cân kìa. Môn phái bình thường căn bản không có tài lực này. Diệp lão đệ, người luyện chế hộ sơn đại trận đồ làm cái gì? Chỉ sợ có chút ý nghĩ kỳ lạ rồi. Diệp Phúc thở dài nói, tiểu đệ hiện cũng đang phát sầu đối với chuyện này đây. Ta tân tân khổ khổ, bất quá cũng chỉ lấy được 12.000 cân tinh thần nguyên tử tinh thạch. Ta thật nghèo, thật sự là quá nghèo mà. Cái gì? 12.000 cân nguyên tử tinh thạch sao? Bọn Ngưu Đức cơ hồ thổ huyết, gầm hét lên. Nếu như người cũng gọi là người nghèo, thì chẳng phải là sẽ không có người giàu rồi hay sao? Lão thiên ơi, không có mắt mà. Chúng ta đến cả tư cách để nói cũng không có kìa. Tiểu tử thối, mau đưa tài liệu lừa gạt của chúng ta, hết thảy giao ra đây. Đột nhiên Trừ Yển mang theo một đám vũ sĩ đi lên, hung ác nói, lão phu có thể tha cho ngươi một cái toàn thây. Diệp Phúc còn chưa tới kịp nói chuyện, bốn người Ngưu Đức liền mắt trợn trắng, cười nói, sao, ở đâu nhảy ra một tên ngu ngốc này vậy? Trừ Yển giận đến tím mặt, nghiến răng nghiến lợi. Bất quá một người Ngưu Đức chính là môn hạ của Vạn Pháp Yêu Vương, hắn cũng không dám đắc tội bốn người này, chỉ có thể đem sự tức giận phát tiết tại trên người Diệp Phúc, cả giận nói, tiểu tử, nếu như ngươi không giao ra, lão tử tiêu ra máu rửa Vân Môn Sơn, đem già trẻ khắp núi của ngươi giết đến chỗ gà không tha. Diệp Húc sắc mặt kịch biến, lạnh lùng mà nói, ngươi dám? Trừ Yển cười ha ha, nhìn ra ngoài mạnh trong yếu của Diệp Húc, dưng dưng đắc ý mà nói, ta không dám sao, thật chê cười. Lão phu bây giờ liền khởi hành, đi trước đến Thanh Châu. Tiểu tử, ngươi có thể đi ra ngăn trở ta, chỉ cần ngươi ra khỏi La Phù Đạo, liền là tử kỳ của ngươi rồi. Huyết tẩy Vân Môn Sơn sao? Tính ta một người. Lại có một cường giả tu luyện tới tam đan cảnh đứng dậy, thản nhiên nói, Ngũ Am lão nhân cùng ta có ân, ta đã từng đắc tội với Huyết Thần Bảo Bảo Chủ, suýt nữa chết trong tay của hắn. Nếu không có Ngũ Am lão nhân khuyên can, giờ phút này ta đã là một bộ xương khô rồi. Tiểu tử, người giết Ngũ Am lão nhân, ta liền giết ngươi cả nhà. Hách Tân cười lạnh nói, đừng ngạo tướng, Ngũ Độc Giáo cùng Bách Khoa Cung có thể bảo vệ ngươi. Ngươi gây ra đại họa ngập trời, cho dù có Lệ Thượng Dương cùng Bách Khoa Cung cung chủ cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn ngươi chết đi thôi. Ngươi hiện tại rời đáo còn không đến mức liên luyện đến Vân Môn Sơn, nếu không chúng ta liền máu huyết tẩy Vân Môn Sơn, giết sạch các đệ tử của ngươi. Diệp Phúc sắc mặt âm tình bất định, o o thở hổn hển vài câu chửi thề, lại thì chung không có rời đảo. Trừ Yển cười lạnh, đi, chúng ta đi, giết hết tất cả người của Vân Môn Sơn, chó gà không tha. Dứt lời, ước chừng trên dưới 100 vũ sĩ phóng lên trời, hào hào đáng đáng thẳng đến Thanh Châu mà đi. Bất quá còn có 200-300 vũ sĩ khác không có rời đi, mà là tiếp tục chằm chằm nhìn thẳng vào Diệp Húc, nhìn hắn có rời đảo đi cứu viện hay không. Bọn người Ngưu Đức sắc mặt cũng thay đổi, Vân Môn Sơn chỉ là phân đà của Ngũ Độc Giáo, nhân thủ không nhiều lắm. Trừ Yển mang theo trên dưới 100 vũ sĩ đủ để có thể huyết tẩy mấy chục cái Vân Môn Sơn. Diệp lão đệ, Vân Môn Sơn hủy thì hủy, mấy người bọn ta và ngươi cực kỳ hợp ý, không bằng ngươi đừng thèm làm cái đà chủ gì gì đó nữa, ở lại La Phù Đảo cũng tốt mà. Viên Phương an ủi. Diệp Phúc cười cười từ chối cho ý kiến, hắn thầm nghĩ, đại ca của ta chấn đại Vân Môn Sơn, những người này tới bao nhiêu chết bấy nhiêu, đừng nói là bọn họ, cho dù là giáo chủ tông chủ của bọn họ có đến Vân Môn Sơn của ta cũng đừng mơ mà còn sống trở về. Đáng tiếc không có đem tất cả bọn họ lừa đi, chỉ có 2 tam đan cảnh cao thủ đi chịu chết, hơn 100 tên khác chẳng qua chỉ là cá nhỏ mà thôi. Hắn có chút tiếc hận mà nói. Diệp Phúc cũng không có nói sai. Giao đạo nhân tuy nhìn có vẻ như tu vi chỉ ngang bằng với Huyết Thần Bảo Bảo Chủ La Ẩn, nhưng là thực lực thật ra là cùng một cấp độ với Bách Khoa Cung cung chủ, cộng thêm với bảo vật mà hắn vơ vét được trong Vu Hồn Giới, thì chỉ sợ là đến cả Bách Khoa Cung cung chủ cũng chưa hẳn là đối thủ của hắn. Cho nên đừng nói là bọn Trừ Yển, cho dù là Quỷ Vương Tông tông chủ dẫn bọn họ đi Vân Môn Sơn trả thù, đều là kết cục hiếu tử vô sinh. Nếu có thể đem đám này toàn bộ lừa gạt đi, ta sẽ thoải mái hơn rất nhiều rồi. Diệp Húc thầm nghĩ, bất quá có thể lừa gạt được hơn 100 người đi chịu chết, trong đó thậm chí có 2 gã đan đỉnh kỳ cường giả, Diệp Húc vẫn là có chút thỏa mãn.
hơn 100 vũ sĩ tăng thêm hai gã cao thủ tam lăn cảnh, cơ hồ tương đương với một môn phái loại nhỏ. Nếu là những người này toàn bộ chết tại Vân Môn Sơn, tất sẽ nhấc lên một hồi sóng to gió lớn, kinh sợ một số người, đem hắn triệt để biến thành kẻ vô lương tâm. Từ đó về sau sẽ không còn một ai hay một thế lực nào dám can đảm khinh thường Vân Môn Sơn nữa. Đây là Lập Uy dùng hơn 100 cá nhân mạng cùng cái chết của hai tam lan cảnh cường giả lập nên hiển hách uy danh cho Vân Môn Sơn. Bất quá 200-300 vũ sĩ còn lại này xác thực làm cho người ta phải đau đầu mà. Diệp Húc nhìn các vũ sĩ khác, nhịn không được mà thở dài. Vân Môn Sơn có Giao Đạo Nhân tọa chấn, không có nguy cơ bị diệt, nhưng là hắn lại là thân hãm hiểm cảnh, không có đường mà thoát thân. Đi một bước tính một bước thôi, cùng lắm thì ta liền ở lại La Phù Đảo, thẳng đến lúc Giao Đại Ca đến tìm ta mới thôi. Trận đồ thuộc về vũ bảo tương đối cao cấp, dùng thực lực của Diệp Húc trước mắt còn không cách nào luyện chế, bởi vậy hắn quyết định đợi trở lại Vân Môn Sơn, thỉnh Giao Đại Nhân tự mình ra tay vì hắn luyện chế. Tài liệu trong ngọc lâu của hắn đủ để có thể luyện chế ra một bức đại trận đồ rộng lớn trăm dặm, cùng một cấp bậc với hộ sơn đại trận, đặt ở trong một môn phái bình thường, hoàn toàn có thể trở thành bảo vật chấn phái. Chỗ khiếm khuyết duy nhất chính là hắn cũng không có đủ tinh thần nguyên tử tinh thạch. Ta thật là nghèo mà, thật là nghèo. Diệp Húc ai thán nói, bọn Nghiêu Đức liền mắt trợn trắng nhìn hắn, chưa thấy qua người nghèo nào giàu có như hắn vậy. Diệp lão đệ, ngươi đây là làm gì vậy? Hồ Phương Tẩu thấy Diệp Húc lấy ra một kiện y phục rách dưới bày trên mặt đất, chính mình đang quanh chân mà ngồi phía trước, không khỏi nghi ngờ lên tiếng hỏi. Thì bày hàng về hè mua đồ. Diệp Húc cũng không ngẩng đầu lên, từ trong ngọc lâu lấy ra một quả huyết bồ đề đặt ở trên tấm y phục rách dưới, lại lập tức lấy ra một mặt lụa trắng cười nói. Ngưu đại ca, mượn bàn tay của ngươi dùng tám. Ngưu Đức trong nội tâm buồn bực thò tay ra, pang một tiếng, Diệp Húc tiến lên một kiện vũ binh tại trên tay hắn cắt ra một đạo vết thương. Ngưu Đức đau đến gào khóc gọi bậy, đã thấy Diệp Húc lấy máu của hắn viết chữ lên trên tấm lụa trắng, cả giận mà nói, làm sao ngươi không cắt tay của mình mà lấy máu? Tiểu đệ da thô thịt dày, vũ binh cắt không đứt. Diệp Húc thành thành thật thật lên tiếng nói, hắn tu luyện kiểu chuyển nguyên công, lực phòng ngự cực kỳ kinh người, hắn cũng đừng hòng mơ tưởng làm chính mình bị thương được, chỉ có thể mượn máu của Ngưu Đức mà thôi. La Ma âm trầm nói, La Phù Đảo cấm đả thương người, kính xin Vạn Pháp Yêu Vương ra tay bắt chết tên nhãi này. Ngưu Đức nghe vậy lườm hắn một cái cười lạnh mà nói, Ngũ quân tử La Phù Đảo chúng ta thích cầm dao cắt nhau chơi, ngươi quản được hay sao? Khinh người thái quá mà. La Ma tức giận hừ một tiếng, trong mắt thần quang lập lòe, sắt khí nảy mầm. Bất quá đầu trong này là môn hạ của Vạn Pháp Yêu Vương, tại địa phương khác động thủ cũng là thôi, nếu là tại La Phù Đảo động thủ, đừng nói là hắn, cho dù là huyết thần bảo vào chủ La Ẩn, chỉ sợ cũng sẽ bị Vạn Pháp Yêu Vương đánh giết. Nếu là ở chỗ khác, đầu châu khốn kiếp này mà dám nói lớn không biết ngượng như vậy, lão phu liền đem hắn làm thịt bò viên. La Ma trong nội tâm hung ác nói, rồi lại có chút bất đắc dĩ. Từ lúc gặp được Diệp Húc, hắn bó tay bó chân, có một thân bản lĩnh lại không thể nào thi triển. Bọn Ngưu Đức không hề để ý tới hắn, chỉ thấy Diệp Húc lấy máu của Ngưu Đức trên lụa trắng có viết, đổ lấy 20 vạn cân tinh tử nguyên thạch, thứ lỗi không cho trả giá. Mấy chữ này. Còn bà nó chứ, cái hạt châu rách nát này có thể đáng 20 vạn cân tinh nguyên tử tinh thạch hay sao? Diệp lão đệ, nghe quá đen tối rồi. Bọn Ngưu Đức liên tục liếu lưỡi, chỉ cảm thấy khó thể tin được. La Ma cười lạnh mà nói, tiểu tử thôi, không biết ở nơi nào nhặt được một hạt châu nát, đã muốn bán 20 vạn cân tinh thử nguyên thạch rồi, người điên rồi. Trưởng lão của Thất Sát Cung cười ha ha nói, một hạt châu nát lại muốn bán 20 vạn cân tinh thử nguyên thạch, ta lại muốn nhìn xem có tên phá gia chi tử nào có thể xuất ra nhiều như vậy bảo vật đến tiêu xài đây. Người của Thiên Âm Tông cũng cười lạnh mà nói, 20 vạn cân nguyên tử tinh thạch sao, ngươi sao không đi đoạt đi? Hắn ngược lại là muốn cướp, chỉ sợ vừa mới rời đảo nửa bước thôi sẽ gặp phải cảnh đầu rơi khỏi cổ kia. Hạ Mộ Bạch không giữ nhìn thẳng vào Diệp Húc, khuôn mặt phát ra một cỗ lệ khí. Diệp lão ma, có chúng ta ở đây, ngươi đừng mơ tưởng bán đi được một kiện đồ vật nào cả. Không biết bao nhiêu vô sĩ xông tới, đem cửa hàng vỉa hè của Diệp Húc vây chặt như nêm cối. Bọn người Ngưu Đức cũng bị vây quanh ở trong đó, liền mũi cũng không bay lọt vào. Đây là chiến thuật biển người, chỉ cần vây khốn bọn người Diệp Húc, liền đừng mơ tưởng có người có thể đi vào là đủ rồi. Đám người kia bị Diệp Húc hãm hại thật sự là quá thảm, toàn thân cao thấp ngoại trừ vu bảo cùng quần lót, những thứ khác đều bị Diệp Húc hãm hại lừa sạch. Đối với Diệp Húc hận đến thấu xương. Diệp lão đệ, làm sao bây giờ?
bọn Ngưu Đức còn là lần đầu tiên nhìn thấy trận chiến lớn như vậy, trong nội tâm không khỏi có chút lo lắng bất an. Diệp Phúc cười nói: "Yên tâm, hạt châu này của ta bày ra, tự nhiên có người mua phía trước kìa." Nực cười, lão phu ngược lại muốn nhìn xem tên phá gia chi tử nào sẽ xuất ra 20 vạn cân tinh thử nguyên thạch đến mua hạt châu nát của ngươi đây. Hách Tân cười ha ha nói, những người khác đều trào phúng, cười Diệp Phúc tâm cao ngất xuất ra một hạt châu nát để lừa gạt người. Diệp Phúc mắt điếc tai ngơ cười nói: "Bốn vị ca ca, trợ giúp tiểu đệ một tay, đem uy năng của hạt châu này thôi phát đến lớn nhất đi." Dứt lời, nguyên khí trên đỉnh đầu hắn ầm ầm bành trướng, giống như biển rộng sóng lớn, oanh một tiếng nhảy vào trong bộ huyết bồ đề. Nguyên khí trên đỉnh đầu của hắn giống như một vầng mặt trời cự đại, phát ra sóng nhiệt hừng hực. Trải qua nguyên khí của hắn làm dịu, huyết bồ đề lập tức tản mắt ra một cỗ nhiệt khí, vô số ký hiệu kỳ lạ từ mặt ngoài hạt châu chui ra, trên không trung quay chung quanh viên huyết bồ đề này mà nhảy múa. Tiếng tụng kinh kỳ lạ từ trong hạt châu truyền đến, thanh âm càng ngày càng to rõ, mang theo một cỗ vận luật thần bí huyền ảo, giống như mấy ngàn người cùng một chỗ hát lớn thiền âm. Oanh một tiếng, trên đỉnh đầu của bọn người Ngưu Đức, Chu Thiên Cương cũng đều tự tuôn ra hạo nguyệt yêu nguyên, ầm ầm rót vào trong huyết bồ đề. Thiên âm lập tức đại tác phát, vang vọng vân tiêu, trong lúc nhất thời gần trăm dặm hải vực phụ cận La Phù đảo đều có thể nghe thấy. Loại thiền âm này huyền ảo vô cùng, làm cho người ta nghe xong không khỏi thả lỏng, nôn nóng trong lòng, tâm tình bình thản. Các loại ý niệm trong đầu không cánh mà bay, chỉ còn lại có một ý thức, ý niệm hồn nhiên ở trong đầu. Dầm một tiếng, mặt biển đột nhiên vỡ ra, một hải xa khổng lồ dài đến 100 mét trồi lên mặt nước, nghiêng đầu nghiêng tai lắng nghe tiếng tụng kinh như si như say. Lại có một đầu đại hổ nhảy ra khỏi mặt nước, quanh thân yêu khí bốc lên, dừng lại tại trên không La Phù đảo, tinh tế nhận thức thiền âm. Trong lúc nhất thời, mặt biển phụ cận La Phù đảo lập tức trở nên náo động, không biết bao nhiêu yêu ma tiềm phục tại đáy biển đều xuất hiện. Trên mặt biển rậm rạp chằng chịt, khắp nơi đều là tinh quái tu luyện biến thành, bộ dạng thiên kỳ bách quái. Là người nào ở đây khoe khoang dị bảo vậy, đảo loạn hải vực La Phù đảo ta rồi? Từ trong một hòn đảo khác đột nhiên truyền tới một thanh âm to rõ. Mọi người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy ở trung tâm đảo nhỏ này, một con đại khổng tước năm màu quyến rũ mềm rũ sủ xuống bay lên, hai cánh mở ra che khuất phương viên ngàn mét. Sau lưng công quốc sắc màu, một mảnh da hẹp rủ xuống, thật sự là sao hoa. Đầu đại khổng tước này ngưng mắt nhìn hướng Diệp Húc, nhẹ nhàng kêu lên một tiếng, lập tức hai cánh vừa thu lại đột nhiên liền biến mất. Đã thấy khổng tước biến mất tại chỗ, một thanh niên thân hình cao lớn, ngọc thụ lâm phong, lăng không bước đi. Hắn cười nói: "Là huyết bồ đề sao? Chư vị tông chủ, giáo chủ, La Phù đảo ta lại có một vị tiểu hữu sản xuất loại dị bảo huyết bồ đề này. Cái này tại La Phù đảo, đại hội ta từ lúc tổ chức đến nay vẫn là lần đầu tiên." Một cỗ khí tức cường đại đều từ trong tiểu đảo này phóng lên trời, mọi người thấy được nghẹn họng nhìn chân chối. Giáo chủ, tông chủ, môn chủ của chính giáo phái mình giống như lửa cháy đến nơi, đều cấp tốc tụ tập. Trong đó tông chủ Quỷ Vương Tông Sài Tuyên đi trước một bước, dẫn đầu nhảy vào trong cái hải đảo này, khí thế bành trướng đến mức người. Hách Tân nhanh chóng bước lên phía trước, vừa muốn nói chuyện, Sài Tuyên đã phẫn nộ quát: "Tránh ra!" Hắn duỗi tay vung lên, đem những người vây quanh quầy hàng của Diệp Húc, vô luận là đệ tử Quỷ Vương Tông hay là trưởng lão Hách Tân cũng của Vương Tông, hết thảy cuốn bay, một tên cũng không để lại. Sài Tuyên bước nhanh đến phía trước, gắt gao nhìn thẳng huyết bồ đề, trong mắt tham niệm đại động, hầu kết gian nan nhấp nhô hai cái, lắp bắp mà nói: "Quả nhiên là huyết bồ đề, có nó ta liền có thể không kiêng nể gì mà đánh sâu vào tam thai cánh, không cần phải lo lắng tẩu hỏa nhập ma. Huyết bồ đề này bán như thế nào?" Diệp Húc giơ tay lên, hữu khí vô lực chỉ tấm lụa trắng. Sài Tuyên ngẩng đầu, lúc này mới chú ý tới hắn, không khỏi nao nao giận quá mà cười: "Nguyên lai là Diệp đà chủ, ngươi còn chưa có chết sao?" Diệp Húc yên băng băng nói: "Làm phiền Sài tông chủ quan tâm, Diệp mỗ đến nay còn ăn được ngủ được." Hơn 10 vị tông chủ giáo chủ khác cũng đều chạy đến. Sài Tuyên không dám cùng hắn nói nhảm, vội vàng nhìn về phía tấm lụa trắng trên quầy hàng, chỉ thấy trên đó viết một dòng chữ bằng máu tươi vẫn còn chưa khô. 20 vạn cân tinh thử nguyên thạch ư? Tiểu tử thối, ngươi sao không đi cướp luôn đi cho rồi? Sài Tuyên nhìn thấy giá cả, nổi trận lôi đình, tức giận mà gầm hét lên. Diệp Húc chắc chắc nhãn tình, cười tủm tỉm mà nói: "Cướp ư? Ở trong đại hội của La Phù đảo sao có thể làm thế được?" Sài Tuyên nhìn xuống tức giận, sắc mặt âm tình bất định, huyết bồ đề thật sự là thứ tốt, bất quá 20 vạn cân tinh thường nguyên thạch, cái giá này, giá tiền này vẫn là xa xa vượt qua cái mức mà hắn có thể trả, mặc dù hắn muốn lấy ra cũng không đủ tinh thạch. "Tông chủ, không bằng chúng ta đoạt lấy rồi bỏ chạy." Hách Tân lên trước, trong mắt hung quang môn động, thấp giọng mà nói. Sài Tuyên lần nữa đưa hắn đập bay, cả giận nói: "Chạy ư? Chạy đi đâu hả?" Tại phía sau hắn,
Vạn Pháp Yêu Vương, Bách Khoa Cung Chủ, Thiên Âm Tông Chủ, gần 30 vị đầu sỏ dắt tay nhau chạy đến. Sài Tuyên không chút nghi ngờ, chính mình nếu như dám động thủ cướp đoạt, nhất định sẽ bị những tông chủ giáo chủ này oanh tạc thành cặn bã. Sau đó bọn họ lại khách khí đưa nhau viên huyết bồ đề này. 20 vạn cân tinh thử nguyên thạch ư? Vạn Pháp Yêu Vương là thanh niên hình dáng tuấn mỹ, yêu dị, giật mình nhìn một chút dòng chữ viết bằng máu ở trên tấm lụa trắng, rồi lại nhìn Diệp Húc cười nói: "Diệp đà chủ, da của ngươi rất trắng, tâm địa như thế nào mà đen như vậy?" 20 vạn cân tinh nguyên tử tinh thạch còn không bằng ngươi dứt khoát đi cướp cho rồi. Thất Sắt Cung Hàn Đông Dương cười lạnh nói: "Mọi người hồn nhiên thật không ngờ, tông chủ, giáo chủ môn phái của bọn họ giờ phút này lại bị cái hạt châu nhỏ này hết thảy hấp dẫn tới. Tựa hồ cam tâm tình nguyện, nguyện ý làm cái tên phá gia chi tử này." "Ồ, chẳng lẽ cái hạt châu nát này thực sự là bảo vật khó lường hay sao?" Kính thưa quý vị khán giả thân mến, tập 31 của chúng ta tạm thời kết thúc tại đây. Nhân tiện thì Khánh Duy cũng xin thông báo một chút, để dạo này Khánh Duy cũng hơi bận, chuẩn bị có tin mừng nên là không ra chuyện được đúng giờ giấc được, thì mọi người thông cảm. Chúc mọi người nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.